Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em sẽ gửi cho mọi người một cái vấn đề, nói chung là về cái kiếm tiền trên YouTube. Và cụ thể đó là kiếm tiền từ những video ngắn của mình khi chúng ta đăng lên YouTube ha. Thì em nói sơ lược qua cái cách kiếm tiền như thế nào và video ngắn như thế nào ha. Thì đầu tiên á, là theo thông tin mới nhất là YouTube có mở phạm vi tăng cái nước quốc gia có cái lượt kiếm tiền từ YouTube, tức là video ngắn. Thì lúc trước chỉ có Mỹ, Anh thôi hoặc là Canada thôi, nhưng mà mới đây thì có thông tin là Việt Nam. Đây là cái tin vui cho tất cả những anh chị mà chúng ta không có thời gian chúng ta làm video dài ha. Thì em nói sơ qua video ngắn là sao và video dài là sao. Video dài mặc định của YouTube là từ 1 phút trở lên, còn video ngắn là từ 59 giây trở xuống. Nhưng mà khi chúng ta đăng video ngắn, anh chị chỉ được đăng cho em đọc khoảng 57-58 giây trở lại thôi. Lý do khi chúng ta đăng lên YouTube là nó sẽ chênh lệch thì 1 giây. Thí dụ như anh chị đăng lên 59 giây đúng không, nó sẽ được cộng lên 1 giây nữa là 1 phút. Thì 1 phút nó không gọi là video ngắn nên chúng ta không thể kiếm tiền được. Còn video dài là 1 phút trở lên thì mặc định hen, thì như hồi đó giờ thôi. Và hiện tại là cái giao diện của YouTube anh chị thấy như thế này. Chúng ta nhìn phía dưới ha, một bên là trang chủ, sọt, dấu cộng, kênh đăng ký và thư viện. Thì trang chủ này là gì? Trang chủ này là cái dòng thời gian của chúng ta thôi, cũng như Facebook hay Zalo vậy thôi. Còn cái sọt này, đây là những cái video ngắn của người ta. Mình có thể vào đây mình xem video ngắn. Đó, nó kiểu như TikTok á mọi người. Rồi tiếp theo đó là cái dấu cộng ở chính giữa, thì nó có 3 cái cách. Một là anh chị có thể tải video lên. Và tải video này là có thể là video ngắn hoặc là video dài tùy anh chị. Còn cái video ngắn này là mặc định ha, nó chính là video ngắn. Rồi phát trực tiếp nữa, em sẽ giới thiệu sơ lược qua hết. Rồi kênh đăng ký thì đây là những cái kênh mà chúng ta đã đăng ký thôi. Thì họ đăng cái gì thì chúng ta nhập vào chúng ta sẽ thấy. Thư viện thì những cái gì chúng ta đã lưu, chúng ta đã xem thôi, cơ bản là như vậy. Thì trước khi tiên mà chúng ta muốn đăng video ngắn kiếm tiền là chúng ta phải có được cái kênh YouTube. Thì cái cách mà tạo kênh YouTube á, em đã có làm ở cái kênh của em rồi. Anh chị cứ vào cái phần video, chúng ta kéo xuống, chúng ta sẽ thấy được cái cách mà để chúng ta làm tạo cái tài khoản YouTube ha. Và đối với video ngắn này mọi người, cái cách nó kiếm tiền như sau. Trước tiên là đối với cái video dài ngày xưa tới giờ, tức là 1 phút trở lên á, thì anh chị muốn kiếm tiền được là anh chị phải có ít nhất là 1.000 lượt đăng ký và 4.000 giờ. Đó là hai cái chính thôi nha. Ngoài ra là anh chị còn phải đảm bảo được cái nguyên tắc cộng đồng của họ, đảm bảo được chính sách của họ, tức là không tình dục, không có sex, rồi không có bạo lực, không có kích quạt, rồi kiểu như là về chính trị á mọi người. Đó. Còn cái video ngắn này á, thì chúng ta chỉ cần đăng video ngắn dưới 1 phút là chúng ta có thể kiếm được tiền. Thì kiếm được tiền nó có hai cái cách. Thì khi anh chị đăng cái video ngắn lên, thí dụ như người ta vào cái phần sọt đi, người ta vào cái phần sọt này mà người ta, anh chị chờ chút nha, cái wifi nhà em hơi lắc. Thì khi mà người ta kéo lên cái xuống này, người ta xem á, thì anh chị sẽ được tính tiền cái lượt xem. Khi chúng ta xem cái phần sọt này là nó không có quảng cáo nha mọi người đó. Và cái cách thứ hai để chúng ta kiếm, tức là cái khi họ kéo vào, người ta kéo vào cái phần sọt này mà người ta thấy video của anh chị, người ta xem á, thì anh chị sẽ nhận được cái tiền lượt xem đó. Còn cái trường hợp thứ hai là khi người ta vào cái phần trang chủ nè, mà như chẳng hạn như người ta thấy một cái video ngắn của anh chị nó nằm trên cái dòng như thế này, thì khi lúc này nó sẽ xuất hiện hai cái. Một là khi họ nhấp vào đi thì anh chị sẽ thấy được có cái quảng cáo, tức là nó sẽ hiện, việc quảng cáo là nó sẽ hiện thị ngẫu nhiên, có thể quảng cáo đầu video và cuối video, tại vì cái video của chúng ta là ngắn. Thì khi mà họ xem như vậy có quảng cáo thì chúng ta ăn được tiền quảng cáo là một. Cái thứ hai chúng ta ăn trên cái lượt xem đó mọi người. Thì tùy theo cái kênh, tùy theo chủ đề, nhưng mà thông thường 1.000 lượt xem là nó sẽ có được 0,2 mấy 3 mấy đô, kiểu như vậy ha. Em nói thí dụ cho anh chị xem. Và cái một vấn đề mà anh chị còn thắc mắc nữa, đó chính là chúng ta đăng video ngắn không, như vậy chúng ta có cần cái lượt đăng ký là 1.000 và 4.000 giờ xem hay không. Thì đối với riêng cái kênh mà có video ngắn á, không cần anh chị phải có được 1.000 lượt đăng ký và 4.000 giờ đâu. Tại vì video ngắn là nó khác với video dài. Video ngắn chúng ta chỉ cần đăng lên là chúng ta có tiền, có được xem là chúng ta có tiền. Nhưng mà không dễ ăn nhăn, tức là
không cần 4.000 giờ đăng ký, không cần 4.000 giờ xem, không cần 1.000 người đăng ký, nhưng anh chị phải có một cái video ngắn ít nhất 6 tháng, tức là sao? Thí dụ như ngày hôm nay anh chị đăng ký video ngắn đi thì 6 tháng sau anh chị mới được bật kiếm tiền. Nó quy định như vậy, nó không cần cái quy định lúc trước, tức là 4.000 giờ đăng ký, 4.000 giờ xem và 1.000 đăng ký, nhưng nó cần là phải có cho nó một cái video ngắn ít nhất là 6 tháng. Em nhớ là 180 ngày là 6 tháng. Đó, thì khi đó anh chị sẽ được kiếm tiền thôi. Đơn giản như thôi. Chúng ta kiếm tiền là chúng ta kiếm trên cái lượt xem á, chứ không phải là chúng ta kiếm về cái kiểu như video dài. Thí dụ hên xui nó xuất hiện trên cái video dài của người ta như thế này thì anh chị vẫn ăn được tiền quảng cáo, thì chúng ta có thêm tiền, tức là nó sẽ khác hay hơn thằng TikTok như thế này. TikTok nó chỉ có một cái cách kiếm tiền là từ quỹ nhà sáng tạo, nhưng TikTok hiện tại á, là nó chỉ cho cách chúng ta kiếm từ ở vị trí quốc gia như Hoa Kỳ, như quốc Anh thôi, còn ở Việt Nam thì chúng ta không thể nào mà chúng ta làm được, nó chưa cho. Ngay cả bản thân em làm bên TikTok nhưng mà chuyển không được mọi người. Chúng ta làm chúng ta không có bật được kiếm tiền, nó khó. Thì YouTube này nó sẽ có cái lợi là chúng ta kiếm được hai đầu. Một đầu là chúng ta kiếm trên cái khi người ta vào cái phần sọt như em nói lúc nãy, nó hơi dài dòng nhưng mọi người lắng nghe ha. Đây là chúng ta đã ăn được cái lượt xem, đây kéo lên kéo xuống là chúng ta đã có lượt xem. Và cái trường hợp thứ hai, đây trên cái dòng thời gian họ mở phực cái giao diện màu xanh kiểu này thì chúng ta sẽ ăn được cái quảng cáo và lượt xem thêm nữa, rất là có lợi luôn. Đó là lý do tại sao mà em khuyên mọi người. Thì nếu mà chúng ta đăng video ngắn không á thì chúng ta chưa được 1.000 lượt đăng ký và 4.000 giờ xem, thì chúng ta chỉ ăn được cái phần sọt này thôi, tức là chúng ta chỉ ăn trên cái giao diện của cái phần sọt, chúng ta không ăn được cái tiền quảng cáo. Đôi khi mọi người xem vào, mọi người vào xem á, mọi người thấy vẫn có cái quảng cáo, thì cái quảng cáo đó thật ra là của YouTube thôi. YouTube họ có cái họ có cái chính sách, YouTube họ có cái chính sách là họ sẽ từ chèn cái quảng cáo vào cái kênh của chúng ta, mặc dù kênh chúng ta chưa được bật kiếm tiền ha. Đó là cái lý do tại sao mà có một số kênh mà anh chị thấy chưa có được 1.000 lượt đăng ký mà chúng ta vẫn thấy cái quảng cáo là do YouTube nó chèn thôi. Thì khi mà chúng ta, một cái phần nữa anh chị nên chú ý, thì chúng ta chỉ đăng cái video ngắn không, trong vòng 6 tháng đó thì anh chị đăng tính ra cũng rất là được, rất là nhiều cái video. Nói chung lúc đó cái lượt xem nó cũng thịnh thì chúng ta sẽ có tiền. Và cái thứ hai nữa, làm sao để chúng ta rút được tiền thì mọi người phải liên kết cái kênh của chúng ta vô một cái Google AdSense, tức là chúng ta phải có một cái con AdSense ha, để chúng ta liên kết vào chúng ta mới rút được tiền của cái đó. Thì đăng video ngắn á, thì cái cách đăng video ngắn á, chúng ta có hai cách để chúng ta đăng. Một là anh chị vào thẳng cái phần mà YouTube, chúng ta vào cái phần dấu cộng này, chúng ta sẽ đăng cái video ngắn lên, hoặc là chúng ta vào cái phần sọt này có cái dấu tích bên ở phía trên hình camera mọi người, thì chúng ta cũng vào đó chúng ta đăng được. Cái trường hợp thứ hai là anh chị sẽ vào cái phần Google Chrome, thì trong đây nó chúng ta vẫn đăng được ha. Như cái kênh này thì chúng ta vào như thế này mọi người, chúng ta sẽ như thế nào, em làm tổng thể cho mọi người xem em. Chúng ta vào Google Chrome, chúng ta nhấp vào cái thẻ mới, rồi chúng ta nhấp vào cái YouTube, rồi sau đó hiện tại như vậy chưa được ha, mọi người thấy dấu ba chấm ở bên góc bên phải này nè, chúng ta tích vào nó sẽ hiển thị cho ta một cái dòng chữ, thì mọi người kéo từ trên xuống dưới, chúng ta thấy trang web cho máy tính, chúng ta nhấp vào thì nó sẽ ra giao diện dịch cho máy tính đó. Chứ còn mọi người để bên kia là giao diện của điện thoại, chúng ta không sử dụng được. Sau đó mọi người nhấp vào cái biểu tượng màu xanh xanh như cái kênh của em á, cái chuông nè đó, chúng ta nhấp vào và chúng ta để chuyển. Nếu ta có nhiều kênh thì chúng ta để chuyển đổi tài khoản, còn nếu như chúng ta không có chỉ một kênh thôi thì chúng ta nhấp vào YouTube Studio. Rồi là chúng ta đăng lên thôi mọi người, kiểu như vậy ha. Đó, thì ở video này cũng khoảng 10 phút rồi, khá là dài. Thì anh chị mình em nói hơi nhanh, anh chị thông cảm nghe hoặc tua lại giúp em ha. Tại vì đã quen rồi mọi người, nói chậm không có được, em đang cố gắng sửa từ từ. Còn cái video sau em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách đăng video ngắn lên bằng cái cách nào, và chúng ta làm sao để tăng được cái lượt xem á, thì mọi người cứ đăng ký kênh cũng như là đón nhận những cái video mới nhất của em ha. Anh chị nào có phần gì chưa hiểu thì cứ nhập phía dưới đi.
em sẽ bình luận phía dưới đi, em sẽ cố gắng hỗ trợ cho mọi người. Đó. Rồi chúc anh chị thành công nha. Video ngắn này rất là ngon nha anh chị ơi. Chúng ta làm chơi mà ăn thiệt á. Có những cái khoảnh khắc của chúng ta thôi. Nó hài hước hoặc là nó vui nhộn thôi, hoặc là nó có cái gì đó kỷ niệm thôi, là người ta xem là tự động nó ăn đề xuất là rất là nhanh. Bởi vì anh chị thấy chúng ta kéo lên kéo xuống, chúng ta thấy cái video ngắn không, toàn là vài triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu không mà. Tại vì nó ngắn, người ta xem nó mang cái ý nghĩa, nó hài, nó vui hoặc là kỷ niệm thì người ta sẽ like, nó ăn lên thịnh hành thì nó sẽ rất là ok nha. Rồi em xin phép dừng video tại đây nha.